Không biết có phải món này xuất xứ từ Nhật hay không mà nó còn có một cái tên gọi đó là takoyaki, nghe rất là Nhật Bản. Cái bánh bạch tuộc này thì Trúc cũng có nghiên cứu, Trúc cũng có hỏi thăm người bán, nhưng mà tình hình là họ giữ bí kíp nên họ không có chỉ biết là ở trong đây thì nó sẽ có một miếng bạch tuộc và ở ngoài thì nó quấn bột hay chả gì đó không biết nữa, rồi bỏ lên trên một cái khay chiên vừa xay vừa chiên vừa xay như thế thì nó ra cái viên tròn tròn như thế này nè. Và ở trên thì họ có phủ một cái lớp cái vị á là mực hay cá gì á, nhưng mà cái hình dáng của nó giống như mùn cưa gỗ á mọi người. Rồi bây giờ thì mình phải sẽ ăn thử coi nó như thế nào nhé, để cho mọi người biết hương vị. Ở đây thì người ta có cho chút là sốt mayonnaise với lại cái này là nước tương Nhật Bản hay sao á, thì bây giờ mình sẽ bỏ vào nhé, có cả tương ớt nữa nè mọi người. Bây giờ mình sẽ đổ mayonnaise và nước tương lên nhé. Mọi người hãy làm với mình nào. Nhìn thật là quyến rũ. Bây giờ thì tới tương ớt nha. Đây là dành cho những ai ăn cay đây. Chen 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 chen. Ồ. Người ta thì chấm lên thôi, còn chút quá thì chút thích là xịt nó lên thế này nè. Đó. Vừa thôi, nhiều la cay lắm. Đúng là nhìn nó hấp dẫn hơn đúng không mọi người? Bây giờ thì mình sẽ ăn thôi, người ta cho mình cái cây xiên thế này nè. Đó. Làm một phát xem nào. Xiên vào nghe là xiên qua con mực rồi đó. Cho mọi người xem. Cận cảnh của bánh bạch tuộc. Giờ thì mình phải cắn nó ra làm đôi thì mình mới khám phá được trong nó có cái gì đúng không? Ủa? Bánh bạch tuộc mà ở trong không có bạch tuộc. Ở trong chỉ có phô mai và một hai hạt bắp. Quái lạ. Kỳ vậy? Ăn thử viên khác coi. Rồi mềm èo nữa. Không lẽ mười mấy viên này toàn là phô mai? Có bạch tuộc rồi mọi người. Đây. Đây là miếng bạch tuộc mà mình đã tìm thấy trong cái viên bánh bạch tuộc. Siêu nhỏ nha. Đúng là bạch tuộc thiệt. Ôi, cái cục bự như vậy. Cái miếng bạch tuộc bé xíu xíu xíu. Mùi vị thì cũng được. Kiểu như là những cái món ăn vặt của mọi người như cá viên chiên rồi đó, phô mai que rồi đó, thì cái món này nói chung là cũng được, chỉ có điều là nếu như mà cái miếng mực mà nó cái miếng bạch tuộc á mà nó bự hơn xíu thì nó sẽ ngon hơn. Nhìn xem cái trứng hộp vịt lộn xào me. Bột hơi nhiều mà cũng đúng thôi, bột nhiều bán mới có lời. Vẫn ao ước ăn được một cái viên nào đó mà cái miếng bạch tuộc nó to một xíu. Thử xem, hãy thử cắn ngay, vận may có đến. Miếng bạch tuộc vô miệng này.
Cái này mà mình xiên thành một xiên mình bán cũng được nè. Đó. Wow. Viên này lại là bắp và phô mai nữa rồi. Không lẽ bữa nào mua bạch tuộc thì xong rồi quấn bột chiên tròn tròn như vậy chứ. Cái này ngon nè mọi người. Nhờ rắc cái gì mà nãy chút nói giống là mùn cưa gỗ á. Nhờ rắc cái đó lên nó ăn nó nghe nó có cái vẻ lạ lạ. Hồi nãy mình nói cái này nó giống hộp vịt lộn là đúng á. Đúng nó đang phải là cái hình dáng nó thiệt giống đâu. Mà là cái độ ngán của nó đó. Khi chúng ta ăn quá nhiều. Qua tới cái viên thứ 5, thứ 6 rồi bắt đầu chúng ta có sẽ có cái cảm giác ngán á. Mình làm nốt viên này nhé. Phần này sẽ là của các bạn. Đang nghĩ xem nếu như mà mình không bỏ phô mai, mình không chỉ bỏ phô mai, không chỉ bỏ mực mà mình bỏ vào trong cái viên này á là các loại rau củ, trái cây chẳng hạn, mình làm salad, salad trái cây mình bỏ vô trong, trộn sẵn mayonnaise luôn, bỏ vô trong rồi mình quấn bột ở ngoài mình chiên thì không biết nó có ngon hơn không. Hôm nào đó Trúc sẽ thử làm takoyaki theo kiểu của Trúc Vú, mọi người đón xem và hãy nhấn subscribe kênh ủng hộ Trúc nhé. Tạm biệt.